Vâng, chào các bác. Em Toàn Thắng đại diện cho Số Vàng Nhật. Hôm nay là video ngày 27 tháng 5 các bác nhé. Em Toàn Thắng đại diện cho Số Vàng Nhật lên sóng giới thiệu một cho các bác đây, một chiếc máy lọc nước Ion Kiềm Sanwa RW8 7 tấm điện cực nỗi lọc 16.000 lít các bác nhé. Chiếc máy này thì hôm nay lên em sóng em video em test cho một bác thọ ở Nghệ An đã đặt mua một chiếc máy Sanwa RW8. Em không vào lắp trực tiếp được thì em sẽ test máy để bác cái tự động lắp đặt. Lắp đặt một chiếc máy lọc nước Ion Kiềm thì nó rất là đơn giản đấy các bác nhé. Bác nào cũng có thể lắp đặt và sử dụng một cách dễ dàng nhất. Thì em Sanwa RW8 này thì 8 này 7 tấm điện cực nỗi lọc 16.000 lít. Trên màn hình của chúng ta thì có gồm 5 phím, một phím là âm lượng các bác. Đây, em quay sát cho các bác xem, một phím này là âm lượng, điều chỉnh to nhỏ tiếng kêu. Nút này tiếp theo là nút tính axit, axit nhẹ và axit mạnh. Mức thứ ba là nước trung tính. Mức thứ tư là nước kiềm. Nước kiềm thì sẽ có mức 1 2 3 và nước kiềm mạnh là 4, nước ngâm rau củ quả các bác nhé. Còn trên nút đây là nút tăng cường hydrogen. Chúng ta mỗi lần lấy nó giống như một con chim chim hai bơ các bác. Nó giống như một chiếc máy chim hai bơ có thể nhấn nút tăng cường hydrogen. Thì không làm mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ đi vào test nước cho bác ấy một chiếc máy lọc nước Sanwa RW8 này. Dòng Sanwa RW8 này nó phiên bản cao cấp hơn thế hệ Sanwa RW7 các bác nhé. Đầu tiên này em sẽ lấy nước axit các bạn. Em sẽ lấy nước axit này. Con này thì nỗi lọc mới thay các bác nhé. Sử dụng mới được khoảng 10 lít. Các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Máy nhà em mua thì hàng đấu giá chất lượng rất là, đây là nguyên bản cam kết nguyên zin cho các bác. Lấy axit đây, em sẽ lấy hai mức axit, một là axit nhẹ và hai là axit mạnh. Axit mạnh là axit sát khuẩn. Axit sát khuẩn thì có axit sát khuẩn thì nó có giải pH tầm 3 chấm các bạn. Axit sát khuẩn nhẹ thì giải pH 5.5 đến 6 chấm. Đây em sẽ lấy axit mạnh đầu tiên này. Tiêu chí của máy lọc nước kiềm lấy axit mạnh thì chúng ta sẽ lấy được sẽ bỏ kiềm và lấy kiềm thì sẽ bỏ axit các bác nhé. Tiếp theo là em sẽ lấy tiếp theo là axit nhẹ các bác. Axit nhẹ thì 5 chấm đến 6 chấm. Tới tiếp theo là em sẽ lấy nước trung tính các bác. Nước trung tính là nước chỉ qua lõi lọc, không qua buồng điện phân. Đây, nước trung tính thì nó sẽ không có nước thải các bác nhé. Nó sẽ không có nước thải. Màn hình hiển thị của Sanwa RW8 thì nó hiển thị dòng chảy ở trên màn hình. Đây em đang lấy dòng chảy là 1,7, 1,8, 2 lít đi, 2 lít 2 đi. Các bác này, dòng chảy 2 lít hơn 2 lít này. Tiếp theo em sẽ lấy đến mức kiềm. Kiềm thì em sẽ lấy mức kiềm 1 này. Em để dòng chảy nó khoảng 2.2 các bác nhé. 2.2 là phù hợp. Khi chúng ta nghe tiếng nhạc, chúng ta sẽ lấy được nước kiềm các bác nhé. Kiềm mức 1 này. Kiềm mức 2 này. Chúng ta muốn tăng cường hydro, chúng ta sẽ tăng cường lên đây. Tí nữa em sẽ hướng dẫn ở mức 9.5. 7 tấm điện cực, chỉ số hydro con này nó lên tới hơn 1.000 các bác nhé.
Đây lên mức 3, kiểm mức 3 em lấy cho các bác xem. Kiểm mức 4 các bác. Kiểm mức 3 tí em sẽ lấy lại cho các bác mức 3. Mức 4 là chỉ số mức 4 là nó lên đến 880 hydrogen. Đây em sẽ lấy cho các bác xem một mức kiềm mà có tăng cường hydro song hành với cái ốc 9.5 các bác nhé. Đây chỉ số của tăng cường hydro 9.5. Axit mạnh này các bác này, axit nhẹ này, trung tính này, kiềm 1 này, kiềm 2 này, kiềm 3 này, kiềm 4 này. Đây các bác nếu mà các bác lấy mức 1, 2, 3 này các bác tăng hydro thì nó sẽ lên kiềm mạnh như này. Đấy, một trong những sản phẩm thuộc dòng phân khúc nhất của hãng Sanwa RBK8 này được phân bố với tài chính khá là cao các bác nhé. Một chiếc Sanwa 8 này thì máy mới nó tương ứng với cả khoảng tầm 60 triệu đồng. Nếu các bác đầu tư với những chiếc máy xài lướt như này thì đầu tư tài chính chỉ khoảng 1/3 số tiền đó các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Đây em test nước cho các bác. Một chiếc máy lọc nước ion kiềm có thể cho ra chúng ta nhiều loại nước khác nhau. Giải pH từ thấp đến cao và axit nhẹ và mạnh và mạnh là nó sẽ phải riêng biệt các bạn. Máy lọc nước ion kiềm thì được người dân sử dụng, người dân Nhật Bản sử dụng rất là rộng rãi qua nhiều năm nay. Giờ thì Việt Nam chúng ta cũng do nguồn nước kém chất lượng nên rất là nhiều người đã quan tâm đến nguồn nước và chăm sóc sức khỏe gia đình nhà mình các bác nhé.